Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái hộp của một cái sợi cáp mà nó cũng khá là ngon. Thì cái sợi cáp này nó có cái hiển thị công suất ở đây này. Thì nó có hiển thị như này thì nó rất dễ để các bác xem được là cái máy của mình nó có vào điện nó ổn định không ấy. Thì cái hãng này là hãng Beos này thì nó cũng rất là quen thuộc rồi. Thì các bác có thể mua cái này ở Shopee nhé. Thì các bác cứ chọn cái shop nào có mail thì là nó sẽ an toàn hơn, nó cũng không đắt hơn là bao nhiêu đâu. Thì các bác mua về các bác nhớ kiểm tra những cái số hoặc là những cái tem nhãn ở đây này. Đấy, nó có như này này. Đấy, thường thường là hàng chính hãng ấy, thì nó sẽ có đầy đủ những tem nhãn như này. Đấy, cái này thì hàng chính hãng rồi, các bác yên tâm. Đó. Rồi. Thì cái này là nó có chiều dài là khoảng 1 mét và em đã bóc hộp rồi, thì bên trong nó còn có vài cái thứ linh tinh nữa nhưng mà nó không quan trọng đâu. Thì quan trọng đây, đây là cái dây cáp mà em đã bóc nó ra rồi đây. Thì cái này nó hiện tại em đang thấy là chỉ có mỗi hai đầu, nó là đầu C thôi, còn không biết có cái từ ADC thì em không không rõ, nhưng mà em đang test cái dây là C to C như này đây. Thì có một đầu ấy, nó có cái chữ BS đây này. Đấy, nó in cũng khá là ngon. Đấy, bên này không có gì, và bên này thì là còn nó có hiển thị cái công suất ấy. Và cái dây này nó có thể hiển thị được tối đa là 100W các bác nhé. Đây này. Đó, 100W. Thì đây em đang có một cái MacBook ở đây. Thì cái MacBook này em nó đang ở cái mức pin là tầm khoảng 15 các bạn. Thì trước bạn em đây cũng có mấy cái củ sạc mà đều là củ sạc xin, đều củ sạc xịn các bác nhé. Thì đây là cái củ 20W từ lâu rồi em dùng rồi, dùng cho con iPad ấy. Thì đây em cứ cắm nó ở đây. Và tiếp theo ấy là một cái củ Samsung nhé. Samsung thì cái con này là 25W nha các bác nhé. Đấy, tối đa ấy. Còn đây là cái củ sạc mà theo cái MacBook này thì nó là 67W. Đấy, em cũng có cắm ở đây luôn rồi. Đấy, thì em sẽ test lần lượt với từng cái ổ này xem nó có báo cái ra cái công suất chuẩn không các bác. Thì các bác phải lưu ý là cái điện áp, à quên, cái mức pin ấy ở cái thiết bị của bác ấy càng thấp ấy, thì nó sẽ công suất nó sẽ càng cao các bác nhé. Đấy, các bác nhiều khi các bác về các bác cắm điện thoại hoặc là cắm thiết bị của bác mà pin nó đang tầm khoảng trên trên 80% ấy thì nó sẽ cho công suất nó thấp lắm, cho các bác sẽ bảo là nó có thể bị sai số, thì không đúng đâu. Thì các bác phải nhớ là khi mà các bác test cái dây này thì các bác test ở cái mức pin của thiết bị các bác ấy, nó phải càng thấp càng tốt nha các bác nhé. Đấy, thì đây em sẽ cắm vào đây cho các bác xem. Đấy. Đó các bác. Thì đây là cái củ 20W các bác nhé. Đây là cắm củ trên cùng này, 20W này. Thì không biết nó có nhận đủ không. Đó, ok các bác. Thì đây nó đã nhận được khoảng 18W rồi. Thì như thế này là cũng rất là ngon rồi, 18 17W rồi. Ok. Em sẽ chuyển sang cái củ 25W này. Rồi. Xem nó có nhận đủ không. Đó, có thấy không? Cái củ 25W này nó nhận gần như là full luôn, gần như đủ luôn này các bác. 25W luôn, gần như là đủ luôn. Đó. 24 25W luôn. Thì đây, tiếp theo em sẽ chuyển sang cái củ 67W này. Đó. Thì không biết là nó có đủ không. Cái dây này nó hỗ trợ 100W cơ mà. Đó, cũng khá là nhanh. Bốn tám bốn chín. Thì đây như thấy em thấy là nó đang là ổn định rồi. Thì hiện tại là cái MacBook này của em ấy là đang tắt nguồn các bác nhé. Thì tắt nguồn và đậy cái nắp lại thì em nghĩ là đây là trường hợp mà nó là tối ưu rồi. Còn có trường hợp mà mở màn hình thì không biết nó thế nào thì cũng chưa biết, nhưng mà em cũng thử rồi là nó cũng tương đương thế này thôi. Đấy, thì như cái dây này mà em test với ba cái cục này đều có cái cổng C này hết ấy, thì là em thấy là cái hiển thị ở trên này này nó cho ra khá là ổn, khá là chuẩn đấy các bác. Thì nó có cái việc mà hiển thị như này, các bác sạc thiết bị của bác nó nhìn nó cũng dễ dàng hơn và có biết là máy mình có vào điện tốt hay không ấy. Đấy, nó dễ. Nhưng mà cái nhược điểm của cái này ấy, là nó không có tự ngắt đâu các bác nhé. Cái này nó không có tự ngắt đâu. Đấy.
như 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 cái vỏ hộp này này, em tìm hiểu là nó không có tự ngắt đâu. Ok, thì đây là đây là cái dây mà có hiển thị cái công suất không nhá. Và ngoài ra ấy, em cũng có mua thêm thêm hai cái loại dây nữa, thì một cái loại dây đây, một cái dây này thì là loại dây này thì là đầu từ A to C các nhá. Cái này thì cũng có hỗ trợ sạc nhanh nhưng mà nó không có hiển thị công suất ở đâu, nhưng mà được cái là cái này nó có tự ngắt không nhá. Thì những cái dây kiểu tự ngắt như này em cũng có clip trước rồi, các bác cũng cứ tìm kiếm ở trên YouTube ấy, là tên của em và cái gọi là cái dây sạc tự ngắt và tên của em nữa, là các bác sẽ tìm hiểu ra cái này. Thì cái dây này em dùng từ rất là lâu năm rồi, nó phải đến tầm chục năm nay rồi, thì là cái dây này nó rất là ổn định thôi nhé. Thì ngoài ra bây giờ nó có thêm một cái phiên bản nâng cấp của nó nữa, thì là nâng cấp đây này, thì nó có hỗ trợ đến 100W và nó có hiển thị cái đèn nó to hơn một chút, nó trông nó khác khác hơn một chút, nên nó xịn xịn hơn một chút ấy. Đấy thì nó cũng được các bạn. Thì cái này thì nó không có gì mà đặc biệt cho lắm, thì cái này em không test tại vì em đã test rồi, các bác yên tâm nhé, dùng dùng cái này hoặc cái này nó đều rất là ngon và tùy các bác thích dùng cái loại nào thôi. Đấy, còn em test chủ yếu là test cái công suất này này, công suất của cái dây có hiển thị công suất này, xem là nó hiển thị công suất nó có chuẩn hay không thôi. Thì như em thấy là nó cũng khá là chuẩn và các bác hoàn toàn có thể mua được các bác nhé. Ngoài ra thì trên thị trường thì cũng có rất nhiều cái hãng khác nhưng mà em không không thích cho lắm vì cái thiết kế của nó, cái chất liệu làm dây cái thứ ấy, nó không được ngon như hãng Biot đấy. Đấy cho nên là em rất thích cái Biot này, họ làm nó dây rất là chắc chắn, dùng cả cả chục năm nay nó vẫn không hỏng các bạn, trừ trường hợp là các bác tác động vật lý vào thì nó mới hỏng thôi, chứ dùng bình thường thì em thấy gần như nó không bị hỏng luôn các bạn. Đấy rồi, ok, chào các bác nhé.